hẹn bao giờ sáng là lúc tụ tạo xe xé tan màn đêm, xe sáu xe dinh tụ họp về đây làm cho cung đường nó dần thêm. Nếu mày yêu thích tốc độ thì mày cứ bước ra đây, tất cả quay xế đều là anh em, chỉ cần gặp nhau là tao bay. Giờ cả mập đang chạy phía trước, ra sổ đang chạy đằng sau, thế giới xe buýt là nơi hội tụ cho anh em đam mê ngày càng gần nhau. Những đoạn nhỏ gặp lại thành lớn là nơi con tim cho tối thứ bảy, thế giới ngầm những chiếc xe cọp đang nóng dần từ đây. Để tao đầy ba tao đã số một con cô và giỡ đầu thôi mà đừng bàn tay xung sao cho con cặp tao này đỡ ngầu. Mày phải bình tĩnh xử lý tình huống khi mà bô bô nó ập tới, cứ cắm đầu chạy đừng nhìn về sau bởi vì đây là cuộc chơi. Chiếc xe thật sự con xấu đi như mà mày biết cách chơi, không phải lên xe là nạn giống như nhà châu ở khắp mọi nơi. Anh em tao vẫn cứ chạy cho dù ngày mai có hy sinh, dù không còn tiền như anh em cứ gọi thì sân cổ vẫn đầy bình. Chiếc xe thật sự không xấu đi như mà mày biết cách chơi, không phải lên xe là nạn giống như nhà châu ở khắp mọi nơi. Anh em tao vẫn cứ chạy cho dù ngày mai có hy sinh, dù không còn tiền như anh em cứ gọi thì sân cổ vẫn đầy bình. Tao bay nhẹ là thối khi tao lượn với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không vù bò như các én. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì nghệ gì mà không chơi, để anh em tụi tao dọn được nào các em gái trong mong lên trời, để hưởng thụ các khoái cảm của các nơi sinh ban cho. Nào cất đầu nào đã số xây dòng cả hàng ngang cho, đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù miệng đời nhiều thằng đã xéo, tao là sắt không nung chảy. Bò biêu nhóc và quyết đi anh em miền Tây ta đông đủ, nhất ưu ti em chưa ép đêm nay ta lượn chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bô đội để chất cây nghiện ta đang phê, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Kỹ năng là thứ tao khó khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi lái xe là phải hết sức đừng có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, ga xe là phải hết sức đừng có mạnh ta cũng ráng. Trời tao bay nhẹ là khối khi tao lượn với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không vượt bò như cánh én. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi, để anh em tụi tao dần buộc đầu các em gái trong mong lên trời. Đường kim tự do năm nay toàn là cọp chứ không phải mèo, thằng nhóc gây xe bu láo vì anh hai của nó là chèo. Sao hai dinh đông tự do có nước đề chưa chắc mày bỏ, Việt Nam Gassing Boy càng ngày toàn là trái to. Trên đam mê đến khi tắt thở khi con đường vẫn còn chắc chở, Việt Nam Gassing Boy cọp chứ bay chứ không phải chạy. Trên đồ máy lớn tự do chỉ biết mở chứ mày đâu hay, chạy xăng hay đường phố nó vẫn tắt hay từ đam mê. Gây xe đừng nên bu láo khi đam mê mày ở trong tim, con đường này là do tao chọn cùng thể hiện cùng anh em đồng bọn. Con đường mày chạy trong não vì hình xử nó ở ngoài sao, đường còn dài thì mày cứ đổ, xanh cứ kẹt thì mày cứ đổ. Đam mê đã ăn vào máu làm gì mà tụi tao dễ bỏ, xe tụi tao ở đây nếu muốn thích tụi mày cứ gõ. Đêm qua thằng bạn tao rớt bỏ lại mẹ và bà con vợ, bởi nó phải là đam mê cứ chơi chứ đâu phải sợ. Bố 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 khóc mọi nơi phải kiếm được cho xe mày trốn, đừng để tụi nó bắt chỉ có đường là mày bị chôn. Thật sự bây giờ ghê lắm, tao bắt nổi chứ không bắt nóng, nếu mà có bị quay tao khuyên mày đừng ra sức chống. Cầm này phải giữ bình tĩnh khi tỏ sáng giữa đám đông, Việt Nam ngày càng tân tiến còn cái lớn của những Thái Lan. Chờ khi là tụi tao đổ mất mới gì phải sợ ông Ken, nếu thích thì mày cứ chơi xe đã đổ không ngán cho vàng.